ở thế gian này mình nói bao nhiêu lời tốt làm bao nhiêu việc tốt vẫn không bằng niệm phật niệm phật là tốt nhất và niệm phật không có tác dụng phụ như kỹ nhưng việc tốt lời tốt thì cũng có thể nói và làm nhưng tốt nhất là chư tổ sư nói niệm phật niệm phật là tốt nhất nên cái cách hay mỗi ngày chúng ta khi tu xong thờ tu nào cũng khuyên nhau niệm phật đó cũng là cách để mà gây dựng tính nguyện cho mình đó quý vị không giải đải lâu ngày giống như mình được quân tập quân tập thành quen nghĩa là khi tôi xong nó chuyện một chút vừa quân tập cho mình mà cũng quân tập cho những người hữu duyên để gây dựng tính nguyện niệm phật nên chúng ta rất là vui là mình có được cái thời gian để mình niệm phật lễ phật vì thấy rằng 40 phút lễ xíu xong một chút xíu đó mà nếu mà không quân tập á nó, nó, nó nó cũng làm biến á nhưng mà mình quân tập mình lễ mà mình nó nó an lạc á thì vì sẽ thích nếu ai đây mà mình thường lễ phật đi bây giờ mình an lạc mà là mình sẽ thích đây nè nhưng mà quý vị thử mà làm việc suốt đi không có công phu đi tới giờ công phu quý vị sẽ ngán thí dụ như mình tu quen 40 phút này mình lễ phật chút xíu xong nhưng nếu quý vị mà không công phu mà quý vị làm việc suốt luôn khi lên lễ Phật quý vị sẽ trông mau hết giờ là nó ngán rồi đó nó ngán là nó mong mau hết giờ còn khi quý vị đã lễ quen quý vị sẽ không bao giờ mong thời gian tới nào nó hết thì nó hết thôi chứ mong gì không mà lễ nó rất nhẹ nhàng nha lễ rất nhẹ nhàng nên rõ ràng cái gì mình cũng cần tập quân tập thành quen thí dụ như mình mình mới học ngày mai đồ đi quý vị thấy rằng là nội mà mình mai mấy đường thôi công công quẹo quẹo đúng không nhưng khi mình đã chuyên nghiệp rồi dù cho giờ tắt đèn mình mai cũng ngay thì chuyên nghiệp quý vị giống ngày xưa mình mới học viết chữ công công quẹo quẹo đúng không nhưng mà mình đã viết chữ quen rồi mình viết chuyên nghiệp thì cái gì nó cũng cần có thời gian quân tập niệm phật cũng vậy luôn niệm phật khi đã quen rồi là thích niệm phật mà nó quen đến cái mức mà mình hết hồn cái ai gì đà phật hết hồn ai gì đà phật Ví dụ như có cái bà đó Hồi đó bà chưa niệm Phật Ai mà làm bà hết hồn ừ, là, Ba mày má mày mà nói gì đó Ba mày má mày bà hết hồn rồi bà kêu gì đó Hoặc là chưa Đã quen đúng không Nhưng mà khi bà niệm Phật quen rồi ừ, bà, Ai với đạo Phật Thấy không Cái quân tập thành quen Và cái hết hồn mà ai với đạo Phật là hay lắm nha Hết hồn mà ai với đạo Phật là rất hay tại ví dụ như mình ai biết được cuộc đời của người mình nó sẽ chết trong cái cái tai nạn gì ai biết được ví dụ như mình thấy trong cuộc đời này nào là tai nạn chết này xe đụng nước trôi lửa cháy sập, sụp cây đè đủ chuyện đúng không nhưng mà khi mà mình hết hồn ai với đạo phật hết hồn ai với đạo phật đó là cái quân tập cái ý niệm đó ý niệm nó rất quan trọng ý niệm ai với đạo phật đó rất quan trọng ý niệm nó dẫn dắt chúng ta đi đó nghĩa là ý niệm cuối cùng là ý niệm quyết định mình đi đâu mà cái ý niệm cuối cùng đó là cái ý niệm mà hàng ngày quân tập hàng ngày quân tập nên đối với cái người mà niệm phật giảng sanh đó quý vị đối với cái người mà niệm phật giảng sanh á quý vị nhớ kỹ điều này nghe cái người niệm phật giảng sanh quyết tâm niệm phật giảng sanh thì giống như con người mình là đi ngược dòng nước nó có một cái lạ ngay chỗ này quý vị tu để ý này nghe Câu này quan trọng nè Quan trọng nè Mà chúng ta sẽ bị hụt hẳn trong cuộc đời nè Mà thường bị khổ đau và buồn chán nè Cái người mà quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Thì lạ thay là lợi ích Cho họ Lớn nhất Càng tăng thêm tâm giảng sanh nữa Đối với họ là chỗ nào Bị bỏ rơi Bị chở mặt Vì sao vì không còn gì nữa hết à. Chỉ còn cái con đường giảng sanh thôi Nên cái, cái quân tập về tâm điểm đó của họ Nó mạnh, kinh khủng lắm Nó sẽ phát rất mạnh luôn Xin thưa quý vị Với cái tính tình những đức Nếu như không mà kêu những đức Bỏ người khác bỏ không được Bây giờ mình có khổ cái nào Cũng phải phải gánh vác nữa Kỳ vậy đó à, Nó gánh vác Và và mình sẽ không được giảng sanh luôn Nhưng mà Khi ngồi suy nghĩ lại cái chuyện Mà mình bây giờ mình được tu tập quý vị Rõ ràng Là tự nhiên người ta muốn xa mình Mình cái là tự nhiên Bản thân mình đâu còn gì nữa đâu quý vị Mà tính những đức mà đã muốn xa những đức Thì những đức sẽ buồn Mà kêu những đức bỏ người ta thì không được Mà người ta bỏ những đức thì những đức sẽ buồn Bỏ những đức thì những đức buồn Có nghĩa là những đức sẽ không có lị tình những đức sẽ không bỏ người, người bỏ những đức thì những đức sẽ buông người đó. Nguyên lý gì? Nên những đức khi tu tập những đức nói, à thì ra là trong cái nghịch cảnh nghịch duyên đối với người có tâm quyết tu giải thoát thì là tốt. Nhưng mà trong cuộc đời này nó thường là nghịch cảnh nghịch duyên. Nghịch cảnh nghịch duyên nó nhiều hơn thuận cảnh thuận duyên quý vị. Mà đối với cái người tâm tu giải thoát thì nghịch cảnh nghịch duyên nó lại tốt, vậy thì mình không có khổ nó không có khổ, à, thí dụ như giờ đi, thí dụ như bây giờ một người nữ này rất đẹp đi bốn năm người đàn ông thương đeo đuổi cho họ, họ không biết chọn ai, vì thấy không? kiểu này là khổ rồi còn gì? nhưng mà tự nhiên ba bốn người đàn ông nó buông mình hết trơn luôn, cái tự nhiên mình thấy bị cô đơn, tự nhiên nó thấy bị cô đơn, cái con người mình nó kỳ cục chứ quý vị ba bốn người đàn ông thương yêu thì không biết chọn ai, chọn người này thì bỏ ba người kia, chọn trong ba người thì bỏ mấy người nên từ nơi đó mà cứ lệ 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 để cái nào cũng muốn giữ cuối cùng nó biết được mình là tham quá cuối cùng nó bỏ mình hết trơn thì bản thân mình lại khổ đau và đi đến cô đơn và muốn tự tử chết nên từ nơi đó mà trong cái cuộc đời nó gặp những nghịch cảnh nghịch duyên mà đối với người tu giải thoát á, thì nó tốt mà đối với người không có tâm tu giải thoát thì đối nó hạn nó hạn vậy lắm tại vì mình bị bỏ ra là mình sẽ rất hẳn quý vị à, nó nên trong cuộc đời này phật nói mà cầu không được cũng khổ mà được rồi mắc đi cũng khổ nó nghĩa là nên khổ không nói hết cầu không được là cái cầu của mình cầu hoài cầu không được giết rồi mình cũng hẳn luôn nữa vì tại sao mà mình có có xấu ác gì đâu mà sao mình cầu hoài không được người ta lại không cầu cũng có nữa đến với người ta nhiều quá còn mình thì rất là khổ mình cũng đẹp mà tại sao cuộc đời mình cái gì cũng khổ cầu được như người ta không được tức quá mà đã được như người ta rồi thì mình lại giữ gìn và muốn bám giữ và mình phải tìm mọi cách để giữ nó vì sợ nó vượt khỏi tầm tay của mình nên cũng khổ nên cái khổ trong cuộc đời này phật nó không thể nào nói hết quý vị biết ý rất rõ ràng luôn nó có nghĩa là cuối cùng thì chỉ có niệm phật là tốt nhất thôi tại vì cái chữ phật nó giải luôn cái thiện giải luôn cái ác nếu cái thiện quá mạnh thì nó đẩy mình coi trời có người còn cái ác quá mạnh thì để mình xuống tam độ ác đạo nên cái câu Phật hiệu này nó giải cái thiệt nó giải cái ác đó nên quý vị biết rằng là nên cái cõi này mình muốn giảng sanh đó về cực lạc thì một là mình bị bỏ rơi hai là mình bị tai tiết có nghĩa là mình bị nhiều mặt nhiều mặt rất nhiều mặt luôn rồi bản thân mình lúc đó ở trong đó mình phải chọn một đường gì niệm Phật mình chọn cái đường niệm Phật đã là chọn đường niệm Phật thì mình phải chân thật cố gắng vào niệm Phật nó chỉ có niệm Phật mới thoát ra được thôi Mà nó thoát chỗ nào quý vị Nó thoát thân hả à? Không có Nó thoát tâm Con người đa bằng cái khổ là tâm thôi quý vị Cái tâm là cái chủ chốt Cái quyết định Cái tâm là Cái bộ máy đầu não Quyết định tất cả việc luôn Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh Nên cái tâm là cái cực kỳ quan trọng Nên cái niệm Phật là giải tâm Nên là Phật tâm Tâm của mình sanh Phật Phật giải được cái tâm loạn của mình Nên giải được cái tâm loạn là hết khổ Nên cái quan trọng là từ ngay cái tâm Nên cái niệm Phật là giải được cái tâm loạn của mình Đó. Nên tất cả cái khổ đau là điều từ tâm mà ra Bây giờ như nào mình khỏe thì khỏe nha Khỏe thì khỏe luôn cái, có những người người ta khỏe người ta có điều kiện à, để đi để khám bệnh để coi cơ thể có bệnh gì không để kịp thời trị bệnh mình đi lại bác sĩ bác sĩ khám bệnh bác sĩ nói à cô ơi cô phải định kỳ mỗi tháng thì sao đi khám nghe cô phải khám bệnh cái coi đi để coi có nó có bệnh gì không để kịp thời mà chị đừng để nó bệnh nặng quá lúc đó là khó chị lắm nghe à mình nói à đúng rồi mình cũng có điều kiện có tiền mà mình phải đi khám bệnh chứ mình coi cái gì để mình chị liền đúng không mình lại khám à chị có chịu chứng bệnh như vậy đó triệu chứng bệnh đó. À, à chị giùm đi. à xong rồi thời gian sau lại khác à chị có triệu chứng bị Bị bệnh này nó đã nghe bị ban đỏ hay bị gì đó nó chịu chứng là mình lo nó mình cái chị nhưng một ngày nào mình lên mình khám bác sĩ nó chị ung thư nặng lắm rồi là mình đơ luôn lúc mà nghe nói mình bị ung thư nặng nhất là bản thân mình lúc đó lắm giống như mình cầm điện thoại vuốt điện thoại không thấy số người chồng không thấy số người thân Nghĩa là cặp mắt mình giống như Giống như là một bóng tối trước mặt Đỏ quay quay hết Có nghĩa là mình hết biết gì Vì nghĩ đến bệnh ung thư là chết Mà lúc vừa nghĩ đến cái chết Thì nghĩ đến cái sự nghiệp của mình Thì nghĩ đến chồng, vợ và con của mình Và suy nghĩ cái tiêu cực là mình chết đi Chồng mình sẽ bước thêm bước nữa Sự nghiệp thì sẽ vào tay người khác Có nghĩa là nó nghĩ từng chút, từng chút, từng chút Tiêu cực đó nó làm nó đẩy mình đi vào con đường buồn khổ vô cùng nên có những người người ta vừa bị ung thư cái người ta đi ngoài đường lang thang mà ta đi người ta không tránh xe xe tránh người ta nó hoặc người ta đi đến cái chỗ nào vắng vẻ cái người ta ngồi người ta buồn mà khi người ta ngồi chỗ vắng vẻ buồn thì nó dễ chiêu cảm với cái nghiệp duyên mà đã từng chết vì cái khổ đó cái chết vì cái khổ đó nó mới gặp cái người như vậy nên mới loi ra để thấy thằng đó nên có người mỗi ngày mình cần nghe gì để mình thông cái tâm khi mình buồn khổ là do có câu Phật hiệu Chữ Phật là giải được cái buồn khổ đó Khi giải rồi mình nghĩ rằng ô Mình còn sống thì mình làm hết trách nhiệm mình Khi mình đã lỡ chết rồi thì mình sánh cực lạc Chồng mình con mình đó là duyên phước của họ Mình sống ngày hôm nay Tại sao mình không giống sống cái đặc biệt đi Mình vừa nghe bác sĩ báo mình bị ung thư rồi Bác sĩ báo mình bị ung thư rồi Thì bắt đầu trong tâm mình nói rằng Thôi vậy thì bản thân phải xếp gọn lại thôi Có nhiều chuyện phải xếp gọn nữa thôi có khi mình cũng không muốn nói cho những người Chưa có đủ tính tâm nghe nữa Không cần nói cho họ nghe Đừng nói nghe Nói họ sẽ tác động Hoặc người nhà sẽ buồn Người nhà sẽ lo Người nhà sẽ kêu mình đi khám bệnh Người nhà sẽ kêu mình đi trị bệnh Và họ sẽ sẽ tác động Làm cho mình phải rối tâm Rối tâm quý vị à Nên chúng ta không cần nói cho người nhà biết Mà chúng ta im điềm Gói gọn lại Chúng ta sống bình thường Và chúng ta nghe như vậy để giải tâm Giải cái tâm rồi chúng ta mở tâm tư ra chúng ta sống ngày đó Đặc biệt ngày đó Và ngày đó đã đặc biệt thì nó nuôi dưỡng tế bào lại Vì trong cơ thể chúng ta có 60.000 tỷ tế bào khỏe mạnh Ung thư nó chỉ là một nhóm nhỏ thôi Nó chỉ là một nhóm nhỏ thôi Nhưng mà số lượng tế bào khỏe mạnh kia rất nhiều Nhưng do chúng ta đầu hàng Do chúng ta đầu hàng Nên nên trong cái quyển sách mà Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư có ví dụ cây đu đủ á cái cây đu đủ nó thăng rất nhỏ nhưng nó mang số lượng cháy rất là nhiều nhưng vì sao giông gió bão tố nó vẫn chịu đựng được Là vì sức kiên định nó cao Trái đu đủ người ta ví dụ như là tế bào ung thư Mà tế bào ung thư mình đâu có bằng trái đu đủ đâu Chỉ là một nhóm tế bào ung thư nhỏ thôi Còn cái phần mà tế bào khỏe mạnh nó rất nhiều Nhưng mà mình lại đầu hàng Đầu hàng cái tế bào mà Mà Ung thư Nguyên cái lực lượng tế bào khỏe mạnh rất đông Mà sợ tế bào ung thư có nhóm nhỏ thôi Đầu hàng Cuối cùng vì mình gục ngã và cái đoàn quân mạnh mẽ của mình bỏ chạy đi. Nên cái tế bào ung thư ít nhưng mà nó chiếm được ưu thế, cuối cùng mình chết queo. Thấy chưa? Nên bản thân mình khi bị ung thư mình phải phấn trắng lên, mình phải sống lạc quan, mình phải sống đặc biệt. Mình đừng có đem những cái tiêu cực chồng vợ con trong gia đình đem bỏ vào thì tức khắc tế bào ung thư sẽ được quá giải. Nên gọi là niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Mà chứ Phật là gì giải giải được cái tâm lo âu nên nó, nó chuyển hóa tế bào ung thư luôn cái cách hướng dẫn này đặc biệt ghê chắc chắn là cái người bị ung thư mà nghe một cái thôi tỉnh hồn luôn ừ. sẽ không buồn gì gì thì phật pháp vì thấy tuyệt không quá hay nếu mình tu xong mình nghe gì mình thấy có vật gì nó tuyệt như vậy tuyệt vời như vậy thì, thì tại sao bán thân mình không muốn tập niệm phật thí dụ như giờ mình bán thuốc cho người ta uống đi mình gặp người đủ duyên đi mình cộng liều thuốc cho người ta uống mình uống mình đưa xong mình nói chị em khuyên chị em có một cái cách rất hay hay chị chị bị bệnh này uống thuốc thường xuyên em khuyên chị trước khi uống thuốc chị này 10 có phạt hiệu chị uống đó nghĩa là viên thuốc của mình đưa cho là có cái cái viên thuốc a và đà ha. viên thuốc a di đà là viên thuốc thần diệu nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà nên viên thuốc thế gian thì chị bệnh ở thế gian nhưng viên thuốc a di đà phật là chị được cái nghiệp trước chị được bá bệnh giải được tâm và giúp chúng ta sanh về thế giới cực lạc luôn nên cái người bán thuốc là bác sĩ mà bác sĩ phải niệm phật tại vì sao bác sĩ niệm phật thì mới là đại y vương hoặc ai di đà là đại y vương còn mình là một vị bác sĩ ở thế gian nên niệm phật là nhập vào cái cảnh đại y vương và đã nhập vào cảnh đại y vương thì bán thuốc cho người ta khám bệnh cho người ta sẽ dịu dàng nói chuyện nhỏ nhẹ người ta bệnh đau mà người ta phải khó khăn người ta bực bội chứ mình mình lỡ mình khám bệnh à chứ không sao đâu chị không sao đâu anh không sao đâu nghe không sao đâu con nè con không sao đâu mà đúng cái bác sĩ khám bệnh là phải có miếng kẹo nữa khi các cháu là nó đau bụng nó khóc quá là vỗ vành nói chuyện ngõ nhiều rồi xong nè con kẹo nghe bác sĩ cho kẹo con nè cháu đó, nó, nó, nó thích mình rồi nó thích mình rồi lúc đó mình khám bệnh mình cho thuốc uống hết chưa thật sự mới nói là bác sĩ là phải rèn được y đức cái, ý, cái chữ đức này nó là thương người giúp người vì nó là cái đức để hành y nên từ nơi đó, đó mà sẽ đạt lắm cái cơ hội mà đem tịnh độ hoàn truyền đó là mỗi một con người đều có cơ hội quý vị chỉ cần khéo léo thì quý vị sẽ có khả năng đem có vật hiệu để đưa cho nhiều người nên những đức nói quý vị nghe phật pháp hay lắm phật pháp cực kỳ hay luôn Học pháp có thể áp dụng vô tất cả các công việc Quý vị sẽ thành công cực kỳ cao luôn Tại vì quý vị nhớ là mỗi người chúng ta niệm Phật Mỗi người chúng ta nghe đạo là phải bình tĩnh cái tâm khi gặp sự cố Bất cứ chuyện gì, gì bình tĩnh cái tâm khi gặp sự cố nghe nó Có những cái không phải mình chết đó mà là do hết hồn mà chết á Hết hồn mà chết Thí dụ như cái nơi nào mà Giống như mấy năm gì trước có một lần mà bị sập cầu ở đâu đó Mọi vị biết rằng là con người ta sợ loạn Quảng hốt mà Đè nhau và dính nhau chết khi mình gặp một sự cố gì mình hết sức bình tĩnh Là có con đường sống cho mình Nhưng khi mà mình mà mà loạn tâm lên là chết Chứ không phải chuyện giỡn đâu Loạn tâm là chết á Nên nó Phật Pháp cho mình cái sự yên tâm Bình an Nên nhất là những cái người làm bất cứ ngành nghề gì Phải bình yên cái tâm mình Mà nhất là nghề bác sĩ là Là càng cái tâm phải bình yên Vì cái tâm bình yên người ta đã bệnh người ta sợ chết mồ người ta rồi mà mình còn bắt an nữa mình làm cho người ta sợ nữa là thua luôn, thấy không? dù cái bệnh người ta gần chết đó mình nói bệnh này không sao đâu không sao đâu không sao đâu, không sao đâu anh bệnh này không sao trước nhất là an tâm tại trước đi rồi từ từ mình hãy nói nhỏ nhẹ người ta biết hoặc là mình không nói thẳng cho cái người bị bệnh mà mình nói nhẹ nhàng cho người hiểu biết trong gia đình còn mình nói cho cái người trong gia đình mà không hiểu biết nó tác động người bệnh người bệnh chết queo luôn chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nên từ đó, đó cái mà an tâm cho người ta là cái công đức phước duyên lớn nhất nhớ nghe Phật pháp hay lắm á học pháp học pháp không có mơ, không có mơ, mê hoặc điên đảo đâu không có mê tính đâu, 100% luôn. Nói những điều, những điều chia sẻ gì đó. Từ câu vật hiệu mà ra rất là hay. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai dưới nào Phật? Ai dưới nào Phật? Ai dưới nào Phật? Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. Ai dưới nào Phật?